một cuộc đua mới lại chính thức vào cuồng quay. Giới truyền giới cầu thủ khi tạp chí France Football Pháp dự kiến công bố danh sách đề cử giải thưởng quả bóng vàng 2024 trong ngày hôm nay, 4 tháng 9. Lionel Messi đã chạm tay đến cột mốc vô tiền khoáng hậu trong năm 2023, khi lần thứ 8 trong sự nghiệp được nhận giải thưởng quả bóng vàng, danh hiệu cao quý nhất đối với một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, việc siêu sao người Argentina sẽ ở đâu trong danh sách đề cử quả bóng vàng 2024 chắc chắn là vấn đề được giới hâm mộ quan tâm. Khi xung quanh anh nổi lên rất nhiều gương mặt tài năng trong một năm qua, tại những sự kiện hàng đầu như Copa America, Euro, UEFA Champions League, sẽ rất thú vị đối với người hâm mộ nếu như các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên hàng đầu cùng các đội trưởng đội tuyển quốc gia có thể chọn ra nhân vật thứ ba sau Luka Modric 2018 và Karim Benzema 2022, đủ sức phá vỡ thế thống trị của bộ đôi siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tại các mùa giải thưởng quả bóng vàng kể từ năm 2008 trở lại đây. Cần nhắc lại, trong 15 lần trao thưởng ở khoảng thời gian này, Messi chiến thắng 8 lần còn Ronaldo 5 lần được nhận giải. Không còn xét thành tích trong một năm dương lịch như trước. Vài năm gần đây, tạp chí France Football quyết định sẽ căn cứ vào màn trình diễn của các cầu thủ trong trọn mùa giải, như quả bóng vàng 2024 sẽ là kết quả thi đấu của các ứng viên tại mùa giải 2023-2024. Việc tham dự và thành quả tại các chiến dịch lớn như Copa America, Euro, LAC World Cup, UEFA Champions League cũng sẽ mang lại thêm nhiều phiếu bầu cho các ứng viên. Trong số những cái tên sáng giá nhất có thể xuất hiện ở top đầu danh sách đề cử quả bóng vàng 2024, không thể không nhắc đến Rory, Man City với 12 bàn thắng, 15 kiến tạo, vô địch ngoại hạng Anh, LAC World Cup, siêu cúp UEFA và Euro 2024, hay Vinicius Junior, Real Madrid, chủ nhân của 26 bàn, 12 kiến tạo, vô địch La Liga, siêu cúp Tây Ban Nha và UEFA Champions League. Rory có thêm một mùa giải thể hiện được vai trò tiền vệ phòng ngự số 1 thế giới trong chiến tích vô địch ngoại hạng Anh năm thứ tư liên tiếp cùng Man City. Phải tới tận chung kết FA Cup, anh mới lần đầu tiên thua trong 90 phút cùng với Man City, tức sau hơn một năm. Có Rory trong đội hình, Man City gần như biến hình thành đội quân bất khả chiến bại. Và với người hâm mộ, Rory đồng nghĩa với những bàn thắng hoặc những pha kiến tạo quan trọng, pha lập công ấn định chức vô địch ngoại hạng Anh cho Man City. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024 cùng với ngôi vô địch châu Âu trong màu áo tuyển Tây Ban Nha chắc chắn sẽ giúp Rory giành được những lá phiếu bầu quả bóng vàng thực sự có ý nghĩa. Với Vinicius Junior, ngôi sao trẻ người Brazil khởi đầu mùa giải có đôi chút chậm chạp, nhưng sau đó mọi việc trở nên dễ dàng cho bản thân anh cũng như Real Madrid. Vinicius ghi hat-trick vào lưới Barcelona ở siêu cúp Tây Ban Nha, tỏa sáng ở hai lượt trận bán kết gặp Bayern Munich, trước khi ghi bàn vào lưới Dortmund ở chung kết Champions League. Gánh vác tốt trọng trách mà Karim Benzema để lại ở Real Madrid, nhưng có đôi chút tiếc nuối cho Vinicius khi anh không thể tỏa sáng tại Copa America, giải đấu mà bản thân anh nhận án trêu dọ ở tứ kết. Phải nhìn đồng đội ở tuyển Brazil gồng mình chiến đấu rồi bị loại bởi Uruguay sau loạt đá luân lưu, Rory và Vinicius vượt trội, tranh bất ánh hào quang mà rất nhiều cầu thủ khác đã nỗ lực tạo ra trong suốt cả mùa giải, như Jude Bellingham 27 bàn, 17 kiến tạo, cùng Real Madrid giành 3 danh hiệu lớn: La Liga, siêu cúp Tây Ban Nha, UEFA Champions League, trong đó có vai trò chân sút số 1 ở chiến dịch vô địch La Liga, nhưng lại trải qua một kỳ Euro không thực sự thành công. Hậu vệ Dani Carvajal, 7 bàn, 8 kiến tạo, La Liga, siêu cúp Tây Ban Nha, UEFA Champions League, Euro 2024, đã thi đấu tỏa sáng trong các trận đấu lớn của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha. Hay Lautaro Martinez, 35 bàn, 8 kiến tạo, đã cùng Inter Milan giành danh hiệu vô địch Serie A, đoạt danh hiệu vua phá lưới và cùng tuyển Argentina bảo vệ danh hiệu vô địch Copa America 2024. Không chỉ lần đầu chịu cảnh rớt hạng, phải xuống chơi ở nhóm B Nations League, tuyển Anh còn mất khá nhiều trụ cột ở giải đấu đầu tây của huấn luyện viên tạm quyền Lee Casely, từng đưa tuyển U21 Anh giành chức vô địch U21 châu Âu năm 2023. Thế nên khi được trao quyền tiếp quản tuyển Anh sau Euro 2024, huấn luyện viên tạm quyền Lee Casely lập tức hướng tới quá trình trẻ hóa tam sư bằng dàn học trò cũ. Nửa lo lắng nửa nghi ngại, người hâm mộ xứ sở sương mù đang chờ xem những cái tên còn khá xa là giới sân chơi cấp độ đội tuyển như Anker Gomez, Noni Madil, Morgan Kiwai, Levi Conquil, Tino Livramento,
Jacob Ramsey sẽ xoay trở ra sao trong những chiếc áo có phần quá trọng với họ tại các giải đấu lớn sắp tới. Hẳn nhiên, huấn luyện viên Lee Cassidy không quá mạo hiểm để thay đổi toàn bộ di sản mà Gareth Southgate để lại. Thủ lĩnh Harry Kane vẫn sẽ là mắt xích quan trọng, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa dàn trụ cột kỳ cựu và những tân binh thừa sức trẻ và nhiệt huyết nhưng còn non bản lĩnh. Cặp tiền vệ trung tâm Declan Rice, Kobbie Mainoo cũng được trao trọng trách tương tự. Và cùng với Harry, Kane trở thành ba nhân vật được ưu tiên chọn lựa, ba và chỉ ba trụ cột mà thôi. Lee Cassidy, trên lý thuyết, chỉ là nhân vật được bổ nhiệm tạm thời. Nhưng nếu tạo được dấu ấn riêng trong giai đoạn chuyển giao này, ông hoàn toàn có cơ hội giành được hợp đồng huấn luyện viên trưởng dài hạn. Từ suy nghĩ này và đánh giá lại hành trình gần một thập niên qua của tâm sư dưới quyền Gareth Southgate, huấn luyện viên tạm quyền Lee Cassidy cho thấy ông sẵn sàng đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ. Ngoài Kieran Trippier đã tuyên bố giả từ đội tuyển, các cựu binh như Marcus Rashford, Kyle Walker không được triệu tập lần này. Trong khi đó, vài cái tên không được yêu thích dưới thời Gareth Southgate như Jack Grealish của Man City hay Thumon Nitbop của Newcastle đều được gọi tập trung trở lại. Mọi thứ đang suôn sẻ thì 3 ngày trước giờ hành quân đến Dublin, á trận mở màn với chủ nhà Cộng hòa Ireland ở bảng hai nhóm B Nations League, tuyển Anh nhận hung tin khi bộ ba tấn công Phil Foden, Cole Palmer và Ollie Watkins lần lượt xin rút lui sau khi Jude Bellingham không có tên ở đợt tập trung này. Phil Foden chỉ mới chơi vỏn vẹn vài chục phút trận mở màn mùa giải gặp Chelsea và vắng hai trận gần nhất của Man City vì bị ốm. Cole Palmer và Ollie Watkins cũng sẽ không thi đấu với Cộng hòa Ireland và với Phần Lan sau đó vài ngày mà không rõ lý do. Cả hai quay lại Chelsea và Aston Villa để tiếp tục tập luyện phục hồi, có lẽ do một số vấn đề về thể lực. Huấn luyện viên Lee Cassidy chưa có kế hoạch triệu tập bổ sung nào, cũng có nghĩa trọng trách trên hàng tấn công. Cụ thể hai tiền đạo cánh sẽ được trao cho Morgan Gee, White và Noni Mardew, với Harry Kane là tiền đạo mũi nhọn duy nhất. Nếu chân sút của Bayern Munich không đủ sức chơi trọn 90 phút, tuyển Anh sẽ chẳng còn ai đảm trách nổi vị trí trung phong. Đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United đã thừa nhận rằng mục tiêu thực tế của câu lạc bộ trong mùa giải này là lọt vào top 4, sau khi đội bóng đứng thứ 8 mùa trước. Kết quả tồi tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League, sau trận khai màn mùa giải với chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Fulham trên sân nhà, đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag đã thua Brighton 1-2 với bàn thua quyết định ở phút 95. Tiếp theo, Manchester United tiếp tục thất bại 0-3 trên sân nhà trước Liverpool, rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Trước khởi đầu không thuận lợi của đội bóng, Bruno Fernandes thừa nhận rằng Manchester United không phải là ứng viên cho chức vô địch mùa này và mục tiêu thực tế hơn là giành suất giữa UEFA Champions League. Anh chia sẻ với Der AZN Bồ Đào Nha khi tập trung với đội tuyển: "Tôi nhận thức rõ rằng Manchester United hiện tại chưa đủ khả năng để vô địch Premier League. Chúng tôi thực sự đang phấn đấu cho mục tiêu thực tế là kết thúc trong top 4 để có suất dự Champions League." Bruno Fernandes vẫn chưa ghi bàn nào trong 3 trận đấu tại Premier League mùa này. Trong khi đó, tiền vệ Casemiro đã có màn trình diễn kém cỏi tại Old Trafford cuối tuần qua. Cựu cầu thủ Real Madrid 32 tuổi này mắc lỗi trong 2 bàn thua đầu tiên của trận đấu. Với Luis Diaz ghi cú đúp trong hiệp 1, Casemiro đã bị thay ra ở hiệp 2. Nhưng Mohamed Salah tiếp tục ghi bàn, khiến trận đấu trở thành một buổi tối đáng quên với người hâm mộ tại Old Trafford. Dù vậy, Bruno Fernandes không đổ lỗi cho người đồng đội nhiều kinh nghiệm của mình. Anh chia sẻ với Gold: "Casemiro có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Anh ấy đã thi đấu cho hai câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Casemiro có nhiều phẩm chất tốt và sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là chúng tôi phải cẩn thận hơn để sửa chữa sai lầm kịp thời. Manchester United cần phải thận trọng hơn khi mất bóng, cảm nhận nguy hiểm và quyết đoán hơn. Chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn khi có cơ hội. Chúng tôi có chất lượng tấn công nhưng lại thiếu bàn thắng." Trong trận thua này, Casemiro, người từng là huyền thoại của Real Madrid, bị huấn luyện viên Erik ten Hag thay ra ở hiệp 1 bằng cầu thủ trẻ Toby Collier. Anh còn bị chuyên gia bóng đá Jamie Carragher chỉ trích vì màn trình diễn kém. Carragher cho rằng Casemiro không còn đủ đẳng cấp thi đấu. Ngược lại, cựu trung vệ Mauro Ferdinand đã phản bác các bình luận của Carragher, cho rằng những nhận xét đó thiếu tôn trọng đối với người đã 5 lần vô địch Champions League. Sau kỳ nghỉ quốc tế, đội trưởng Bruno Fernandes và đồng đội sẽ trở lại Premier League, đối đầu với Southampton trên sân khách vào ngày 14 tháng 9. 3 ngày sau, Manchester United sẽ tiếp Barnsley trong trận mở màn Carabao Cup.